Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ cái cách làm bún gạo xào. Bún gạo xào ngày hôm nay thì mình sẽ có cái cách làm cho cái sợi bún nó tơi ra và không có bị dính chùm nhé, và không có bị nát nữa, và rất là vừa ăn. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy bắt tay vào làm chung với gia đình của mình ngày hôm nay đi nào. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên mình sử dụng ở đây là 300g tôm. Tôm này thì mình bóc vỏ rồi nhé. 300g thịt heo nè. Rau cải thì mình sử dụng có tầm 200g. Một củ hành tây, một củ cà rốt, hành ngò. Hành củ mình đã xắt ra miếng vừa như thế này rồi. Tỏi mình đã băm ra rồi ha. Và mình sử dụng cái bún gạo này. Và cái bún gạo này là bún gạo khô nhé. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng 20% nước lạnh và 80% nước nóng để mình tạo cái nước hỗn hợp nước nó ấm ấm á, để mình ngâm cái bún gạo. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho cái phần bún gạo này vô mình ngâm. Để muốn cho cái phần bún gạo xào không có bị tơi á, thì chúng ta sẽ ngâm như thế này và mình không có luộc nhé. Mình ngâm ở đó tầm 10 phút. Trong 10 phút thì chúng ta sẽ bắt lên một cái chảo và mình cho dầu ăn vô nè. Dầu ăn cho cũng nhiều luôn nha. Và khi mà dầu ăn nóng thì chúng ta sẽ phi cái mỡ hành này lên. Mỡ hành cũ á. Và kế tiếp thì mình sẽ cho 1/2 muỗng canh đường, 1/2 muỗng canh hạt nêm, một xíu bột ngọt, 2 muỗng canh nước tương. Một muỗng canh dầu hào. Và 1/2 muỗng canh hắc xì dầu. Mình sử dụng cái hắc xì dầu KitKat này nhé. 2 muỗng canh nước. Và mình sẽ quấy tan cái phần hỗn hợp đó lên để mình làm cái sốt để tí mình xào á. Quay lại thì mình sẽ đảo cái phần hành tỏi, hành phi lên, chúng ta nó bị cháy ha. Và khi mà mình thấy nó vừa vàng tới như thế này thì chúng ta sẽ đổ ra ngoài và mình tắt bếp luôn nha. Mình đừng có để nó già quá, tại vì vàng già quá thì nó sẽ bị cháy quá. Và khi mà mình tắt bếp rồi thì chúng ta sẽ cho cái sốt vô. Đó, mình đổ cái sốt lên như thế này tí mình xào bún gạo rất là hấp dẫn. Rồi quay lại thì cái phần bún gạo của mình nó đã nở ra rồi nè mọi người, thấy không? Nở nhưng mà nó vẫn còn cái độ hơi dai á. Bây giờ thì mình sẽ mang đi mình rửa sạch lại với nước. Quay lại sau khi mà rửa sạch với nước rồi thì mình để ráo một chút và mình sẽ chan cái phần sốt vừa nãy mình làm á. Mình đảo đều lên để cho cái phần bún gạo này thấm cái phần sốt. Quay lại thì mình sẽ sơ chế tất cả các nguyên liệu còn lại. Rau thì mình sẽ cắt ra vừa ăn nhé. Mọi người cũng có thể sử dụng bằng rau cải ngọt cũng được. Hôm nay thì mình sử dụng bằng cải thìa. Hành tây thì mình xắt muối cau. Cà rốt thì mọi người xắt sợi cũng được hoặc là tỉa hoa nhé. Rồi bây giờ tới phần thịt mình sử dụng cái loại thịt thăn này thì rất là mềm. Rồi mình sẽ xắt ra miếng vừa ăn nha. Đối với cái phần tôm này thì chúng ta đã bóc vỏ rồi thì mình sẽ lấy cái chỉ ở trong cái phần tôm này ra ha. Bằng cái cây tăm như thế này thì mình lấy chỉ lưng hoặc là chỉ bụng ra rất là dễ. Đó, và cứ như vậy thì mình sẽ lấy hết tất cả những cái chỉ lưng của tôm ra. Bây giờ thì mình sẽ ướp gia vị vô nha. 1/2 muỗng cà phê hạt nêm. Và cũng 1/2 muỗng cà phê hạt nêm vô tôm và phần thịt.
một xíu bột ngọt, mình cũng sẽ nêm vô tôm và thịt luôn ha. Thêm một xíu đường nữa nè, vô hai cái gia vị này luôn. Rồi mình đảo đều lên cho cái phần tôm và thịt nó giấm thấm gia vị. Rồi quay lại thì mình sẽ bắt lên bếp một cái chảo và mình cho vô đây cỡ tầm nửa muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ cho nửa phần tỏi băm vô mình phi. Khi mà phần tỏi đã thơm vàng rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần thịt vô mình xào nhé. Và sau khi mà phần thịt nó đã chín được cỡ tầm 80% rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần tôm vô mình xào. Sau một hồi xào thì chúng ta sẽ cho thêm 1/2 muỗng canh sốt gia vị vừa nãy mình làm á. Sốt xào vừa nãy mình làm cho vô ha. Và khi mà mình xào cái phần thịt này nó chín rồi thì mình sẽ bỏ ra ngoài. Và mình tận dụng cái chảo này mình cho vô nửa muỗng canh dầu ăn. Mình cho hết cái phần tỏi vừa nãy mình băm ra, mình cho vô mình lại phi thơm. Rồi chúng ta sẽ tiến hành mình xào rau nhé. Mình cho rau cải thìa vô trước nè. Và mình chan vô đây là 1,5 muỗng canh sốt. Tùy thuộc vào cái rau của các chị và các bạn nhiều hay ít mà chúng ta sẽ nêm nếm cái lượng sốt khác nhau nhé. Rồi bây giờ thì mình đã xào cái phần cải đã hơi xanh lại rồi thì chúng ta sẽ cho cà rốt vô. Rồi khi mà cà rốt nó đã vừa chín tới thì chúng ta sẽ cho hành tây vô. Mình xào như thế này thì rau rất là xanh luôn đó. Rồi bây giờ thì cái phần rau của mình đã chín thì chúng ta cũng sẽ lấy ra ngoài. Chắc là các bạn cũng có thắc mắc là vì sao mình không có xào luôn một lúc mà cứ phải lấy ra. Tại vì mình không muốn cái phần bún của mình nó bị nát thì mình phải lấy ra ha. Mình cho vô rau vô cái phần thịt mà mình đảo đều lên luôn. Bây giờ thì mình sẽ tận dụng cái chảo này và mình tiến hành mình cho cái phần tỏi vô và mình phi thơm tiếp. Tại mình xào bằng cái cách này á, thì cái bún gạo của mình nó rất là thấm gia vị nè và nó không có bị nát và bị nhũn ra, rất là dai và sợi bún gạo của mình nó rất là tơi. Đó. Sau khi mà mình bỏ vô mình xào rồi thì chúng ta sẽ cho thêm 1/2 muỗng canh sốt vô đây nữa. Cái sốt này á, thì các anh chị và các bạn nêm nếm điều chỉnh lại cho phù hợp với khẩu vị nha. Cái mình cho ít thì mình bỏ ít, mình xào ít bún gạo thì mình cho ít lại. Cho thêm một ít hành lá và bây giờ thì mình sẽ chút hết cái phần thịt, tôm và rau vào đấy mình xào. Mình cho vô cái phần bún này và mình đảo đều lên. Lúc này thì chúng ta đã bắt ra khỏi bếp rồi nha. Mình chỉ cần xào sơ cho cái phần bún nó nóng thôi. Bắt ra khỏi bếp rồi mình mới đảo đều. Mình trộn lên rồi mình cho thêm một chút tiêu. Đó mọi người thấy không ạ? Sợi bún gạo của mình nó rất là tơi và không có bị dính chùm và bị nát đâu. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like, một đăng ký, ủng hộ tinh thần cánh bút của vợ nhé. Có những góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bà nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Rồi cánh bút của vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nhé.